Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi tre quái nha cả nhà. Tre núi nha. Liền cốt luôn. Cái này về mình vệ sinh nữa là cũng rất là ok luôn. Cái này có mã số là 240, tổng chiều cao. Tổng chiều cao là 42. Bệ rễ là 33. Phôi này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 300k bao ship luôn nha. Giao lưu nhanh luôn. 300k bao ship, rất chi là mềm luôn. Nhà mình sưu tầm luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua phôi này luôn. Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi tre tam đa liền cốt luôn nha. Đây, liền cốt luôn. Phôi này có mã số là 241. Có chiều cao, tổng chiều cao nha cả nhà. Đo qua bên thân cao kìa. Tổng chiều cao là 36. Bệ rễ hiện tại là 24. Phôi này nhà vườn xin giao lưu là 150k bao ship luôn nha. 150k bao ship cho phôi tre núi này luôn. Dán tam đa. Rồi nhà vườn xin qua phôi này luôn. Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi tre có dán tứ trụ nha cả nhà, 4 thân. Phôi này có mã số là 242. Có chiều cao. Có chiều cao là 46. Bệ rễ là 28. Phôi này nhà vườn xin giao lưu là 150k bao ship luôn nha. Rất chi là mềm luôn, về mình sưu tầm luôn nha. 150k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua phôi này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi tre quái nha cả nhà. Liền cốt luôn, rất là nút luôn cả nha. Nút đẹp luôn. Này. Nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Rất là độc lạ nha. Mã số là 243. Có tổng chiều cao. Tổng chiều cao là 46. Bệ rễ là 30. Phôi này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 300k bao ship luôn nha. Về mình sưu tầm luôn. Phôi này cũng khá là nút quái. 300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua phôi này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu 3 phôi tre nha cả nhà. 3 phôi tre bonsai. 1 phôi, 2 phôi, 3 phôi. Phôi này phôi siêu mini nè. Phôi 3 phôi này có mã số là 244. Có chiều cao cây đại diện cao nhất là 44 luôn. 3 phôi này nhà vườn xin giao lưu là 150k bao ship luôn nha. Rất chi là mềm luôn, về mình sưu tầm luôn nha. Mã số 244, 150k bao ship, gồm có 3 phôi tre mini. Rồi nhà vườn xin qua lô này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi tre quái nha cả nhà, liền cốt luôn. Cái này về mình vệ sinh sạch sẽ ra rất là đẹp. Phôi này có mã số là 245. Có tổng chiều cao 47. Bệ rễ 20. Phôi này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 250k bao ship luôn nha. Phôi tre bonsai. Rồi nhà vườn xin qua phôi này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cặp phôi tre nha cả nhà. Tre bonsai. Nhìn rễ này rất là đẹp. Cặp này có mã số là 246. Cây bên này cao nhất là 31. Bệ rễ hiện tại là cỡ tầm 28. Cặp này nhà vườn xin giao lưu là 200k bao ship luôn nha. Bonsai tre. Rồi nhà vườn xin qua cặp này luôn.